Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Xuân Anh. Xin chào chị Xuân Anh, mấy ngày qua tại miền Bắc thì cứ xảy ra tình trạng là lúc mưa lúc nắng. Không biết là tuần này thì thời tiết đã ổn định hơn hay chưa ạ? Vâng, khả năng rằng là ở miền Bắc trong tuần này thì sẽ có mưa nhiều đấy ạ. Hầu như là ngày nào cũng sẽ xảy ra mưa, trong đó đáng chú ý nhất là trong 2 ngày tới thì có thể sẽ có mưa to. Dấu hiệu thì ngay từ chiều nay mưa cũng đã xảy ra nhiều hơn ở cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khi mà quan sát ảnh mây vệ tinh có thể thấy mây ẩm phát triển nhiều nơi như là tại Hòa Bình hay là ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Thậm chí ở Thanh Hóa thì còn ghi nhận là có mưa rất to tại Quan Sơn, lượng mưa là 61mm chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mưa tăng lên như vậy là bởi rãnh áp thấp có trục vắt ngang qua khu vực miền Bắc này có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Đây là nơi hội tụ ẩm, tạo điều kiện hình thành nên mây ẩm và gây mưa nhiều cho cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cụ thể, ngay trong đêm nay thì mưa sẽ tiếp tục xảy ra ở cả hai khu vực này. Trong đó, đáng chú ý nhất là tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh sẽ là những nơi có mưa nhiều, có những nơi có mưa trên 70mm. Trong 2 ngày tới thì cường độ mưa dồn dập hơn và tổng lượng mưa toàn khu vực phổ biến trong khoảng 40-90mm, có những nơi mưa có thể sẽ còn vượt 150mm. Quý vị cần phải đề phòng với ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, còn vùng núi thì cần đề phòng với sạt lở đất. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ thì cường độ mưa có phần giảm bớt. Vào ngày mai, số điểm mưa to khá ít, lượng mưa phổ biến ở đây chủ yếu là dưới 25mm. Thời gian mưa tập trung là vào chiều và chiều tối, chỉ một vài nơi ở ven biển là có mưa từ sáng và lượng mưa cũng không đáng kể. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Với thành phố Hồ Chí Minh, tối và đêm nay ít khả năng có mưa, trời mát với nhiệt độ là 25 độ. Ngày mai mưa về chiều, còn sáng và trưa có nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay tạnh giáo, trời mát 27 độ. Ngày mai trời nắng, buổi trưa hơi oi nóng với mức nhiệt cao nhất 33 độ. Thành phố Hà Nội dự báo đêm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất 27 độ. Ngày mai mưa bất chợt, đan xen có khoảng tạnh giáo, nhiệt độ không quá 32 độ.